Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bầu cử Mỹ, tỷ lệ ủng hộ ông Trump, bà Harris ra sao ở 7 bang chiến trường? Chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Mỹ, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang cạnh tranh sít sao ở 7 bang chiến trường. Cuộc thăm dò của Washington Post, Jack School cho thấy trong 7 bang chiến trường, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở 4 bang. Trong bối cảnh chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm tháng 11, tờ The Hill đưa tin. Cuộc khảo sát do tờ Washington Post cùng trường chính sách công Stark School của Đại học George Mason, Mỹ thực hiện và công bố hôm 21 tháng 10. Khảo sát này đã hỏi một số cử tri ở 7 bang chiến trường về việc ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc bầu cử. Kết quả, bà Harris nhỉnh hơn ông Trump ở các bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, trong khi ông Trump giành được nhiều hơn sự ủng hộ ở các bang Arizona và North Carolina. Còn ở Nevada, hai ứng cử viên này có tỷ lệ ủng hộ bằng nhau. Tại Georgia, bà Harris đang dẫn trước với 51% cử tri ủng hộ so với 47% ủng hộ ông Trump. Tại Wisconsin, tỷ lệ ủng hộ giữa bà Harris và ông Trump lần lượt là 50 và 47%. Ở Michigan, tỷ lệ ủng hộ bà Harris cũng hơn ông Trump 2%. Cả hai ứng cử viên đang cố gắng để giành được 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania, vốn là một bang chiến trường quan trọng nhất. Tỷ lệ ủng hộ hai ứng cử viên này hiện tại cũng rất xích sao, khi mà bà Harris hiện đang có 49% cử tri ủng hộ so với ông Trump là 47%. Arizona là bang quan trọng ở phía tây nam nước Mỹ và đã từng ngã xanh ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh cử Tổng thống 2020. Với vấn đề nhập cư là mối quan tâm lớn của cuộc bầu cử lần này, ông Trump đã tập trung thời gian vào việc giành lại tiểu bang này và hiện đang dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 49 so với 46%. Ông Trump cũng dẫn đầu ở North Carolina với 50% cử tri ủng hộ so với 47% của bà Harris. Cả hai ứng cử viên đều sẽ đến vận động tranh cử ở bang chiến địa này trong bối cảnh khu vực phía tây của bang này vừa bị bão Helene tàn phá nặng nề. Cuộc thăm dò của Washington Post Jack School được tiến hành từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 với 5.016 cử tri tham gia khảo sát ở 7 bang chiến trường và có biên độ sai số là 1,7%. Còn theo khảo sát của The Hill, Decision Desk Equity, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 1,5% dựa trên tổng hợp các cuộc thăm dò tại 7 bang chiến địa. Ông Trump, bà Harris được đánh giá ngang tài ngang sức. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang tích cực giành phiếu tại các bang chiến trường trong những ngày cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy nước rút tranh cử tại các bang chiến trường, mong giành lợi thế trong bối cảnh những cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai bên rất xích sao. Cuộc đấu giữa ông Trump và bà Harris được coi là ngang tài ngang sức, thì tại thời điểm nước rút, những cuộc thăm dò cho thấy hai ứng cử viên gần như ngang tài ngang sức và do đó cuộc đua vào Nhà Trắng lần này rất khó dự đoán. Cuộc thăm dò toàn quốc của đài NBC News công bố hôm 13 tháng 10 cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ từ 48% cử tri. Tương tự, ông Trump cũng nhận được 48% cử tri ủng hộ. Còn lại 4% cử tri tham gia khảo sát cho biết họ vẫn chưa quyết định hoặc sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ ai trong hai ứng cử viên này. Đây là sự thay đổi so với cuộc thăm dò của NBC News hồi tháng 9. Khi đó, bà Harris dẫn trước ông Trump 5% với tỷ lệ là 49 và 44%. Còn cuộc thăm dò tại 7 bang chiến trường của báo The Wall Street Journal công bố ngày 11 tháng 10 cho thấy trong toàn bộ 4.200 cử tri tham gia khảo sát, tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 45% và tỷ lệ ủng hộ ông Trump nhỉnh hơn một chút là 46%. Bà Harris dẫn trước ông Trump sít sao ở bang Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia. Ông Trump nhỉnh hơn bà Harris ở bang Nevada, North Carolina và Pennsylvania. Nhưng không có bang nào hơn bà Harris 2%,
ngoại trừ hơn 5% ở Nevada. Các cử tri độc lập cũng là yếu tố càng khiến cuộc đua trở nên ngang tài ngang sức khi có 40% ủng hộ bà Harris và 39% ủng hộ ông Trump. Rõ ràng đây là một cuộc đua song mã bất phân thắng bại và điều này càng làm cho hai ứng cử viên và các đội ngũ tranh cử hai bên tốc lực làm mọi cách để giành phiếu của những cử tri dao động trong thời gian ngắn còn lại. Ông Trump, bà Harris chạy nước rút tại các bang chiến trường. Cả hai ứng cử viên đã tăng cường vận động tranh cử ở các bang chiến trường. Theo thống kê hôm 16 tháng 10 của tờ The New York Times, tính từ ngày 1 tháng 9, ông Trump đã tổ chức tổng cộng 56 sự kiện vận động tranh cử, còn bà Harris là 38. Ông Trump có những phát ngôn công kích bà Harris về mặt cá nhân như nói bà không phải là người thông minh, kẻ nói dối. Bà Harris cũng nhắm vào những điểm tiêu cực của ông Trump và nói nhiều về rủi ro mà nước Mỹ phải gánh chịu nếu ông Trump đắc cử. Theo thống kê này, số sự kiện vận động tranh cử nhiều nhất là ở bang Pennsylvania. Ông Trump tổ chức 12 sự kiện ở bang này, còn bà Harris là 9. Đây được coi là bang chiến trường quan trọng nhất với số phiếu đại cử tri cao nhất. Do đó, con đường vào Nhà Trắng của bất kỳ ứng viên nào đó sẽ rất chật vật nếu không giành được sự ủng hộ của cử tri bang này. Hôm 16 tháng 10, tại cuộc vận động tranh cử ở quận Burke, bang Pennsylvania, trước hơn 100 cựu quan chức và viên chức đảng Cộng Hòa, bà Harris đã kêu gọi cử tri Cộng Hòa đặt đất nước lên hàng đầu, rời bỏ ông Trump và ủng hộ đảng Dân Chủ trong cuộc đua tổng thống. Đây là lần xuất hiện thứ 11 của bà Harris tại bang chiến trường này kể từ khi bà được đề cử là ứng viên Dân Chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, hôm 14 tháng 10, ông Trump cũng đã xuất hiện tại thành phố Philadelphia, phía đông nam bang này. Chỉ tuần trước đó, ông Trump cũng đã đến thành phố Scranton và Reading tại bang này. Còn ở bang chiến trường Georgia, trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên 15 tháng 10, bang này đã ghi nhận số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục 328.000 cử tri, phá vỡ kỷ lục vào năm 2020 là 136.000 người. Các cuộc thăm dò gần đây, trong đó có thăm dò Deletion, Dex, Equi, The Hill, cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris xích sao tại Georgia. Ông Trump đã có mặt tại bang này trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm, kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, đồng thời chỉ trích bà Harris như thường lệ về những vấn đề như nhập cư, kinh tế. Theo đài CNN, Georgia là một trong những bang dao động khi được theo dõi sát sao trong kỳ bầu cử năm nay. Trong khi ông Trump đã để thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden với cách biệt sát nút trong kỳ bầu cử năm 2020 dẫn đến sự thất bại chung cuộc. Bà Harris có lợi thế đối với cử tri phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da đen, song đang chật vật để giành sự ủng hộ của cử tri nam da đen khi ngày càng nhiều người có xu hướng nghiêng về ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ dành cho bà Harris là do sự bất mãn ngày càng lớn rằng đảng Dân Chủ vốn từ lâu coi cử tri da đen là xương sống của đảng, đã không thực hiện được những lời hứa về những chương trình nghị sự liên quan đến nhóm đối tượng này, theo thăm dò của tờ The New York Times. Do đó, bà Harris đã đưa ra loạt động thái để tiếp thêm niềm tin cho các cử tri da đen, bao gồm công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính cho nam giới da đen mang tên Chương trình nghị sự Cơ hội cho nam giới da đen. Cạnh đó, bà Harris còn đi vận động tranh cử, phát hành những quảng cáo mới tại những nơi có đông đảo đối tượng này tại các bang chiến trường, đồng thời xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn với hai cơ quan truyền thông của người da đen vào ngày 14 tháng 10. Bà Harris đã đi vào hang cọp. Ngày 16 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham gia phỏng vấn với đài Fox News, là kênh truyền hình được đông đảo, người theo đảng Cộng Hòa theo dõi, nhằm lôi kéo các cử tri dao động, bao gồm những người đã ủng hộ đảng Cộng Hòa nhưng lại không thích ông Trump. Tờ The New York Times đánh giá rằng, việc một ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ xuất hiện trên Fox News cũng giống như việc đi vào hang cọp, khi đó có thể là rủi ro gây hại đến chặng đường tranh cử còn lại của bà. Trong cuộc phỏng vấn, Phó Tổng thống đã tranh luận với người dẫn chương trình Brett Baier về vấn đề biên giới, sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden và liệu cựu Tổng thống Trump có phải là mối đe dọa đối với nền Dân Chủ Mỹ hay không. Bà cũng đã khẳng định rõ rằng nếu đắc cử Tổng thống thì nhiệm kỳ của bà sẽ không phải là sự tiếp nối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!